chú Mường Nghề Sơn Văn Tam Vị chú Mường Nghề Sơn Sang chú Bà Đẹp Nhất Tây Thiên Vương.
con sắp không ngại nước mây. Ngày hôm nay Loan ra về we
thương đặng hiệu đề tối linh y tây thiên đến tam đảo địa linh nghe ban chúa ngự cảnh thanh nghiệp màu nhang thơm thành kính quy tô ý thành nghề kính quy tô nhất bản đề bằng tay dầu chúa thiên tích xưa tam đảo tây thiên ích bố hà
chốn chốn đôi cao giờ giờ lé thành bằng gầy chúng soi chúa dựng nghe phía sau xem bói lá dầu với lại quả cao điểm phân tích tốt sáng
dặm mà tiếng mang đường nghề chân chân đi gian có biết chú quyền để hồ bó ý. Chú chuyện cho sắp mã lễ cho ngày bắc nghe cầu ô thước thì xúc ma vầy phương ngờ
giàu sang đi đời đời chú ban cho cha cho đời đời giàu
biệt thờ dân hay thịnh hủy cung cao mãi quê nhà lâm thao cao mãi quê nhà anh định sắc sáng như chú bà đệ ta thành hủy cung năm yếu rõ ràng năm phương nghe năm yếu nghe rõ ràng ngũ phương bàn cảnh nghề các cô nàng nghề sông ngỡ đền thờ chúa nghi a thanh nghi cảnh cảnh văn thu hữu tình nghi cảnh lạ sinh thay đổi bên lòng hồ châu bao ý nghĩ tụi nón dâu áo gấp lại đúng đúng an đình đình sân sân ai mà bằng nhau tôi chú Hãy
công nghệ Chúa thần
chợt chợt bước ra chỗ đi hai hoa chu đi hai cha rực rực thông ơi cất tao tí nát gọi nghe về rào rực ngã tiền chợt chợt ra nát.
thì hiện ra người đi nữ cần tiến đội đòn dâu áo thắm hài đi tuần nề du khắp hết chi người phương lại chúa đi xe trà cho mi tiền giấy ai thấy chúa bà tay lầy biển van lầy chúa thương nghe tới kẻ cơ giấy ai tay chưa ba bay